Và luật sư Armando Pius xin kính chào quý vị. Xin chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới, Happy New Year. Chúc mừng năm mới, Happy New Year. Rồi, chị chào em nha. Em có mở cái quạt không? Dạ, có. Tắt cái quạt thì chị nó hơi ồn. Tắt nhà công ty. Tắt cái mẹ. Tắt nhà cô. Dạ. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ. Em có thể em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình ha. Dạ. Em xin chào chị Huỳnh và chào tất cả các anh chị trong chương trình Kết Nối Yêu Thương. Em tên là Phạm Thanh Nguyên, hôm nay em 48 tuổi. Em hiện đang sống ở Long Khánh, Đồng Nai. Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm công ty thực phẩm. Em làm công việc đó được lâu chưa? Em làm cũng được cả năm nay rồi chị. Hồi trước là em làm công việc gì? Hồi trước nha, em buôn bán. Em buôn bán mà sau này cái em nghỉ luôn, em đi làm công ty. Tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Mẹ em ly hôn rồi chị. Em ly hôn bao lâu rồi? Em ly hôn năm 2012. 2012, khá lâu rồi hả? 10 năm, mười mấy năm rồi. Rồi em có được mấy người con? Dạ em có hai người con, hai người con trai. Con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ đứa lớn nay 28 tuổi rồi chị, còn đứa nhỏ 17. Đó, con lớn kiểu gì đó hả? Dạ. Mẹ còn baby đó, con lớn kiểu đó. Em có xui. Có xui phải hả? Có cháu chưa? Dạ tháng dạ chừng chắc cỡ mấy tháng nữa sinh đó chị. Con em á có mấy đứa ở chung với em, hiện mấy đứa ở chung với em? Dạ hiện giờ thằng lớn lấy vợ thì nó ở phía ở riêng rồi chị, còn thằng nhóc thì nó ở với em. Có khi nó cũng ở anh ba nó chạy qua chạy lại á chị. Ba nó ở gần chỗ em không? Dạ. Dạ ba nó cũng cách đây mấy cây á. Lý do gì sao em với ba chia tay, với ông xã chia tay? Dạ hai đứa con của em là hai cha khác nhau chứ không phải là một cha. Ba nhóc xong rồi. Dạ. Ba nhóc xong rồi nhỏ hơn em tới 9 tuổi lận. Wow. À, tại vì em nhìn em trẻ quá cho nên nó quen cái người trẻ hả hay là sao? Dạ chắc tại lúc hồi đó em cũng trẻ, lúc em quen ba nhóc em cũng còn nhìn em nhỏ. Bây giờ em cũng nhìn thấy rất là trẻ. Ba con nhóc tưởng em nhỏ tuổi hơn hả? Dạ nhỏ hơn 9 tuổi. Không. Em 75, ba nhóc 84. Ý chị hỏi em á là khi em quen với em á, ba của thằng nhóc nghĩ là em nhỏ tuổi hơn ba của thằng nhóc hả? Dạ mới đầu thì em làm ở trên Biên Hòa, xong rồi ba nhóc đi học mà đại học á, rồi ở đối diện phòng á, rồi thì cũng biết em lớn, biết sao thương em rồi, mà sao lúc đó cũng nhiều người theo, không biết sao em lấy ba nhóc. Rồi sau đó sống với nhau được bao lâu em? Dạ xong đến nhóc trường đưa lớp 1, học lớp 1 rồi tụi em thôi nhau. Thôi nhau xong rồi thời gian về ở lại. Ở lại xong rồi thấy cũng không ổn, thế là thôi. Là thời gian 11 năm đó hả?
hay là em nói người trước? Dạ em nói ba nhóc sau á, ba nhóc trước mất rồi chị. Vậy đó. Ba nhóc sau là chia tay 11 hôm rồi đó. Rồi em, rồi sau khi chia tay với ông xã của em á, rồi em nhìn thấy rất là trẻ, chắc cũng có nhiều người đeo đuổi hả? Dạ thì cũng có chị, cũng lúc khoảng thời gian này sau này cũng có quen mà thấy thấy tự nhiên không có lòng tin để Em nghĩ ưu điểm của mình là gì? em hả chị. Em cũng biết cô điển em ra gì nữa. Quá vậy em không có vô cái chương trình trong dài em cũng ngại. Cái này là bố em nó kêu em là kết nối vô cái chương trình này lại đó, nó làm cho em chứ em cũng không biết gì cái này Em cứ hết. thoải mái rồi nói về những mình có sao nói vậy thôi. Em Dạ có thì em cũng nói chị. rồi chị thấy một cái ưu điểm của em á là nhìn em rất là trẻ hơn so với số tuổi của mình, đó là ưu điểm của mình rồi. Có siêng năng chăm chỉ không? Dạ trời, em thấy em làm cũng nhiều lắm chị mà. Em cũng cũng chịu làm cũng vất vả lắm luôn á. Em làm buổi sáng là em làm công ty thực phẩm nhiều, em là đi làm thêm phụ thêm quán cơm gà nữa chị. Vậy đó hả, hai việc luôn đó hả? Hai Buổi sáng sáng hai 2:20 là em dậy, 2:20 em dậy sáng á, rồi em đi lên công ty em sẽ làm cho tới 6 giờ mấy, xong bắt đầu em đi nấu ăn công nhân ăn, em nấu ăn. Dạ em cũng có cái cất khiếu nấu ăn. Dạ ví dụ như ai đặt em 3 bàn 4 5 bàn ít ít em cũng làm được, em lên YouTube thôi em gõ vô em coi em lúc thứ là em cũng có thể làm được, nấu được, ăn người ta cũng khen. Dạ rồi em làm tới 9 giờ em về, về em nghỉ ngơi cái chiều 3 giờ mấy rồi 4 giờ em đi làm lại, chứ 9 giờ rồi em về, em cũng mới về về tới nãy. Là buổi sáng là em làm tới mấy giờ em về? 6 giờ sáng em về hả? Tới 9 giờ chị, từ từ 3 giờ sáng tới 9 giờ. 9 giờ sáng. 3 giờ sáng tới 9 giờ sáng. Dạ. Rồi Dạ. xong sau đó rồi em làm nấu ăn nữa. Em sẽ làm từ 3 giờ sáng cho tới hơn 6 giờ là công đoạn của em, trong đó là em cân hành với ngò để giao cho các trường nhà trẻ mẫu giáo á chị. Công ty thực phẩm đó là giao cho tất cả các trường nhà trẻ mẫu giáo, mà em làm cái khâu là cân hành với ngò em, xong rồi dán tem rồi là em để sắp đó, rồi mấy em mới tới nó lấy nó đi giao các trường. Rồi khi mà làm xong là có 6 giờ mấy hơn xong là bắt đầu em đi nấu ăn, em nấu ăn cho công nhân. Dạ. Cũng Nấu cỡ ăn mấy là chục cũng ở người trong vậy đó đó. luôn, Dạ nấu ăn là cũng ở trong đó luôn ha, ở chỗ khác. dạ nấu trong công ty luôn, trong cái xưởng ấy luôn. Dạ Rồi tới mấy giờ em về nhà? dạ tới 9 giờ, 9 giờ xong là về chị. Rồi tới mấy giờ em đi làm tiếp công việc thứ hai? Công khai là 4 giờ là phải có mặt ở quán. Dạ Rồi bán xong rồi tới mấy giờ? dạ tới 9:30, thường là 9:30 là xong, có khi 9 giờ, có khi cũng 10 giờ, nói chung là bữa nào mà không ai nghỉ thì tụi em tranh thủ được về sớm. Còn có một người nghĩ là mình phải làm choàng á, nó hơi bị mất thời gian. Thời gian của em ngủ một ngày rất là ít ha. Dạ đúng rồi chị, rồi tối về thì mình ngủ không được, đi làm về xong rồi mình cũng khó ngủ lắm, mà mình cũng ngủ được chập chờn tới giờ đi làm buổi sáng, ban ngày cũng khó ngủ. Vậy đó hả? Rồi sao sức khỏe đâu mà em làm được hay vậy? Nếu mà ngủ không được, đâu có đủ sức Em cũng khỏe. dạ ai em còn không nghĩ em làm được luôn á thì em cũng xuống lắm, nhưng mà công việc làm nó cũng có chút thất bại á, nên năm giờ mình phải ra mình làm, mới đầu ra đi làm cho người ta cũng mắc cỡ lắm.
cũng ngại rồi cũng thương con. Chúng ta nói à, mẹ nó lúc trước vậy mà giờ đi ra buôn bán mướn người ta, nhưng mà bạn bè cũng động viên là thôi giờ phải vượt qua chứ sao giờ, cho nên cũng cố gắng được cái từ từ em cũng quen. Hồi trước là Dạ em làm gì? Em kinh em doanh cũng gì? quen. Hồi trước em có mở một tiệm shop quần áo. Dạ rồi cũng cho mượn chị em này chưa thân thân thì mượn chút đỉnh gì đó, mà họ giật hết rồi chị ơi, đọc không được. Còn bán quần áo thì họ cứ thiếu, họ thiếu rồi xong mà mình đòi cũng không được. Rồi em mới sang cái shop với lại cho con nhỏ chơi chung á, nó ở ngoài Long Khánh này nè, lúc em ở trong nhà ở trong An Lộc á. Xong rồi em sang lại thì nó nói không có tiền, nó nói thôi thằng Tuần nó trả. Ai ngờ nó trả em có một tuần xong nó trốn đi luôn. Ra cái shop đóng cửa luôn. Thì em sang lại hết cho nó, cái nó nói là nó trở về để nó đi bỏ mối, xong nó trả tuần đầu cho em được 2 triệu xong nó trốn luôn. Đi trả nợ gian chứng không ra mà còn bị nhà người ta chửi nữa, thôi bỏ hết vậy thôi kệ. Mà em cứ suy nghĩ ví dụ mình mất này thì cho trộm cho người khác. Em thời gian em mở shop là bao lâu? Em mở shop cũng được 2 năm á chị. 2 năm. Rồi Mở thì mình mở không đi. Dạ thời gian đầu mà bán được không? dạ bán cũng được chị, nhưng bắt đầu với người ta 20 thiếu á, người quen không à. Mình bán cái dạng mở trong 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 làng á, trong phường á, chứ không phải là em đang ngồi chợ lớn em bán á. Nhưng mà thường thường người người ta hay mua thiếu lắm, xong rồi đòi cũng khó, mà khi người ta có tiền cái người ta để ra chợ lớn người ta lại mua vậy đó, Thì cái này khó cũng ổn. ha. Rồi à, bây giờ em muốn tìm người bạn cho em muốn người đó như thế nào? Nói chung là bây giờ nó cũng xảy ra nhiều sự cố quá. Đời cuộc sống của em thì thật sự là cuộc đời nó cũng lận đận lắm chị. Em chỉ muốn một người đàn ông là phải thương em, mẹ phải thương thật lòng, đừng có giống như quen mình rồi còn đi quen người này người kia nữa, em không thích. Em muốn một người đàn ông như vậy. Thực ra thì cũng ở cái tuổi này thì cũng nói chung là em cũng ít giao tiếp với ai lắm, hồi xưa cũng ra cũng đi chơi nhiều, cũng bạn bè nhiều lắm, nhưng mà tự nhiên sau nhiều lần nó xảy ra nhiều cái chuyện nó không như ý mình á, cái tự nhiên em cũng sống khép mình, em đi làm về em ở phòng mà chiều đến em lại đi làm. Em thích cho ai cơ hội lắm, thật sự là những người họ thích em không có cho cơ hội, tại vì em cảm thấy mình không có tình cảm là em không cho cơ hội. Nên em cũng cần người là biết thương mình, nói chung là phải thương thương thật lòng chứ đừng đừng có giả dối. Trong cái suy nghĩ em thì em cũng không có ý định là để tìm ai hết á, nhưng mà trong nhà nói là cũng phải tìm cho mình để sau này còn tuổi già để mà đi ra vô nương tựa vậy đó. Cái con này nó lớn rồi, nó cũng đi lấy vợ, nó cũng còn vợ nó. Thật ra thì cũng lên chương trình em ngại lắm, em rất là ngại. Em có nghĩ là một anh muốn làm quen với em thì độ tuổi bao nhiêu thì phù hợp với mặt em không? Nếu mà nói độ tuổi thì phải lớn hơn chứ, em không có muốn quen người nhỏ hơn. Mà nói chung nó cũng vừa vừa, đừng có lớn quá, cái nhìn nó cũng cũng ngại chị. Nói chung là nếu mà mình hợp thì cũng cũng em nghĩ thì lớn hay là cỡ mình thì cũng cũng được, nhưng mà đều lớn quá thì thấy nó cũng ngại ngại, thấy nó không có cùng trang lứa với mình á. Rồi Dạ à, nếu người đó hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? thì hút thuốc uống rượu gì đối với em cũng bình thường thôi, nhưng mà giống như là mình chỉ uống rượu thì mình giống mình uống xã giao vui chơi vậy thôi, chứ còn nếu mà để mà nghiện thì chắc em không thích. Em không thích người nghiện rượu,
còn hút thuốc thì em thấy đã cũng hút thuốc nhiều. Rồi con của em có ủng hộ em đi thêm bước nữa không? Dạ có, nó kêu thì mẹ thấy ở đâu mà vui vẻ mà hạnh phúc thì mẹ cứ nói. Em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Dạ cháu em anh nó chị em nó giới thiệu cho em. Em cũng em cũng có coi mấy chương trình của chị rồi, em cũng có coi rồi nó cho em coi vậy mà thực em không có đành cái này, em không có biết. Xong nãy chị kêu là kết nối Zalo vậy đó, tự nhiên trong lòng em lo em cứ sợ gì giả gì đó. Ủa rồi em có coi được tại giờ được. Dạ em có coi nhiều chương trình, có những cái chương trình mà những cặp mà lấy nhau em thấy cũng hay. Dạ các anh chị đến với nhau khi mà tìm hiểu và làm quen rồi xong rồi cưới nhau em thấy cũng hay, cũng thích. Dạ rồi em có cảm thấy mến mến được anh nào trên kênh của chị không? Em có những lúc có em cũng có thấy nhưng mà em không biết cách sao để nhắn tin để mà nói với chị đó. Sau video này dạ. Em mến anh nào thì cứ gửi number video của anh đó qua cho chị thì chị cho em số điện thoại để em liên lạc ha. Rồi chiều cao của em là bao nhiêu? Dạ em cao 1m50. Em có thể đứng lên cho nhìn dáng em ha. Dạ. Em và luật sư Armando Pius xin kính chào quý vị. Xin chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới, Happy New Year. Chúc mừng năm mới, Happy New Year. Vậy sau lưng cái hay ha. Ok. Em giữ dáng cũng khá hay ha. Dạ. Em cũng 52 kg á. Có thời gian trước em buồn em ốm còn có 47 kg. Cái sau này em hết buồn em lên 56 kg, lên hết mùa dịch á. Trời em 56 kg luôn. Nay em giữ 52. Dạ. Muốn người bạn của mình cao khoảng bao nhiêu? Dạ em cũng không có quan trọng lắm đâu chị. Dạ em nói chung mà cứ tương đối là được rồi, em không có quan trọng cái tình cảm á. Em thích dạ. Là vừa làm quen với mình đó là trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Dạ nói chung là em lại thích cái người trầm trầm hiền hiền. Rồi những thời gian rảnh rỗi, những lúc em rảnh rỗi thì em làm công việc gì để giải trí cho mình? Em nghe nhạc là nhiều, nghe nhạc với em coi phim. Nếu mà có người yêu, em có muốn người yêu của em có tính lãng mạn không? Dạ thì nói chung cũng phải có một chút lãng mạn thì em nó cũng hay chứ, chị khô khan quá thì thấy nó em cũng không thích. Nếu bây giờ có thì mỗi người mỗi có nhiều người thì thấy cũng như sinh nhật hay gì đấy đấy ở cho tiền cho ông xã cho tiền là được, làm không em không thích, em chỉ thích ví dụ sinh nhật hay là gì ngày gì đó tặng cho em giỏ ha là em cảm thấy em vui. Em là thích lắm. Dạ em rồi nếu bây giờ có cơ hội á em thích làm công việc gì? Có cơ hội hả chị? Em từ đó giờ em cũng thích cái nghề làm tóc. Dạ
em con dâu em nó làm nghề đó, đó nó cũng muốn là mẹ ra ngoài đó ở với nó để mà nó làm với nó, nhưng mà em còn kẹt nhỏ nên em chưa có muốn đi đâu hết, phải đợi cháu học xong hết lớp 12 đó em mới tính đường có thể đi ra con hay không. Con em ở đâu? Dạ con dâu em ở ngoài Bình Thuận á. Dạ thực ra thì con dâu em rất là, có nghĩa là em cũng có phước, con dâu rất là ngoan và hiền và giỏi nữa, rất là thương mẹ chồng. Dạ Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng là sau video này sẽ tìm cho em một mối yêu thương ha. Em có lời nào cho khán giả không? dạ lần đầu tiên thì em cảm ơn chị Uyên Huỳnh đã cho em có một buổi trò chuyện hôm nay, và em cũng gửi lời đến với tất cả các anh chị là mong các anh chị sẽ tìm một nửa yêu thương của mình được trọn vẹn và hạnh phúc. Dạ, xin cảm ơn. Thầy em, ba em, rất là em nha. Và luật sư Armando Pius xin kính chào quý vị. Xin chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới, Happy New Year. Chúc mừng năm mới, Happy New Year.